Điện lực Gia Lai đang quản lý vận hành 540 km đường dây trung áp, 465 km đường dây hạ áp và 617 trạm biến áp. Để đảm bảo an toàn lưới điện, trước khi vào mùa mưa bão, Điện lực Gia Lai đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp, thay thế mới hệ thống trụ đỡ và đường dây, đồng thời thực hiện phát quang, chặt tỉa cây ngoài hành lang có khả năng ngã đổ, gây sự cố lưới điện. Tôi bên quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp, trước và trong khi mùa mưa bão thì chúng tôi sẽ phát quang hành lang tuyến, và mùa khô chúng tôi luân chuyển các máy biến áp để cho nó phù hợp với các tải cho điện áp ổn định. Còn mùa mưa này thì anh em là phát cây để đảm bảo an toàn cho lưới điện vận hành liên tục. Cùng với đó, đội ngũ kỹ thuật viên Điện lực Gia Lai đã đi kiểm tra rà soát hệ thống toàn lưới điện, kịp thời phát hiện những lỗi mất an toàn, từ đó đề xuất phương án sửa chữa hợp lý. Để đảm bảo cấp điện trong mùa mưa bão sắp đến thì Điện lực Gia Lai, bộ phận kỹ thuật chúng tôi đã tiến hành kiểm tra đường dây và trạm biến áp định kỳ một cách thường xuyên. Đặc biệt là chúng tôi đã sử dụng những cái thiết bị mới, thiết bị để phát hiện như là thiết bị như camera nhiệt. Đối với camera nhiệt thì chúng tôi kiểm tra cái nhiệt độ tiếp xúc của các của automat, từ đó là phát hiện ra những cái nhiệt độ bất thường để thực hiện lập kế hoạch sửa chữa để đảm bảo cấp điện một cách an toàn và liên tục. Công việc duy tu sửa chữa là nhiệm vụ thường xuyên, nhưng nhất là trước mùa mưa bão, Điện lực Gia Lai đã tiến hành thực hiện công tác sửa chữa lớn của năm, triển khai thay mới 11 máy biến áp, thay thế hơn 11 km đường dây trung thế dây trần thành dây bọc, nâng cấp các hạng mục quan trọng nhằm đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, đề ra các phương án xử lý sự cố phù hợp để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn cho mùa mưa bão, thì lãnh đạo điện lực đã quán triệt cho cán bộ nhân viên là kiểm tra phát quang hành lang tuyến, đặc biệt là các điểm xung yếu có gây nguy cơ sạt lở, từ đó có những phương án đối phó hợp lý, ví dụ như chống sạt lở rồi chặt tỉa cây. Và đồng thời thì lãnh điện lực thì cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân sử dụng điện, đảm bảo an toàn điện sau công tơ trong mùa mưa bão. Thì ngoài ra đơn vị cũng đã hoàn thành cái công tác sửa chữa lớn quý 2, và trong quý 3 là cũng sẽ đảm bảo cái công tác sửa chữa lớn hoàn thành trong năm 2023 để đảm bảo an toàn cấp điện trong mùa bão. Với sự chủ động nỗ lực thông qua triển khai các phương án cụ thể về vật chất, kỹ thuật và con người, Điện lực Gia Lai chủ động đảm bảo vận hành an toàn, kịp thời xử lý các sự cố điện trong mùa mưa bão nhằm đảm bảo cung cấp điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lai.